Trương Công Cao xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh YouTube Chuyện Vùng Cao. Hôm nay thì em lại tiếp tục có mặt tại trên công trường Xá Lùng để chia sẻ đến mọi người cái tiến độ hoàn thiện công trình. Thấy hôm nay thì bà con đã đổ bê tông đến cái khúc cua số 6 rồi. Và hiện nay thì Chuyện Vùng Cao đang ở ngay đầu đường quốc lộ đây các bác nhé. Đấy, đang ở phía dưới chân công trình. Sáng nay là mấy anh chuyển xi lên phía trên. Sáng giờ chuyển được bao nhiêu bao rồi anh Nô? Vừa chia là hơn 6 bao. 6 bao. Còn cái cua là hôm qua này. Hôm qua ở trên là vẫn còn đúng không? Hôm qua là 4 bao. Bao đấy bị rách à? Mà thì cứ đổ như thế này chả hết à? Lần sau người ta đến hạ thì mình phải nhắc người ta xếp tử tế. Để người ta bắt buộc phải xếp cho mình mà. Xếp rồi, nếu mà hạ xuống thế này thì... Hôm qua là hạ 34 bao à? 34. 34 bao. Xe này sáng nay đổ xăng rồi. Xe này anh có đổ không? Không, hôm qua đổ bình chất đổ đi. Vẫn đủ đúng không? Ờ. À, hết xăng thì bảo em nhá. Đấy, ra cây xăng em dặn bên nhân viên cây xăng rồi. Hết xăng khi mà em không ở, không đưa được tiền thì cứ ra đấy đổ. Đấy, xong là em khác ra thanh toán ở đấy. Ừ. Đấy, mình cứ chủ động ở đấy cho nó đỡ bị chậm. Đấy, hàng ngày là sẽ có hai xe vận chuyển xi các bác nhá. Đấy, chuyển từ đây lên đến góc cua số 6. Sáng máy nghiền cái thứ hoạt động tốt chứ anh? Hoạt động rồi đúng không? Đang nghiền rồi. Ngớt mưa là đổ bê tông luôn nhá. Đổ luôn. Vâng. Nhưng mà phải bảo là đặt cái sàng. Đặt cái sàng lố to đúng không? Đấy. Hôm trước là hỏng mất cái sàng lố to. Hỏng rồi. À. Bây giờ đang dùng tạm cái sàng lố bé. Vâng. À. Rồi. Đấy, xi chuyển từ dưới đường quốc lộ lên trên các bạn. Mỗi một ngày ấy, cái tiền xăng để chuyển xi của một xe là hết 80.000 cơ. Nên các bác biết là chuyển bằng xe máy lên dốc như này, mỗi một lần được một bao, hai bao nó rất là hại xe cũng như là rất là tốn cái xăng. Từ đây lên đấy thì tính cái quãng đường ấy nó chỉ có khoảng một cây số thôi, hơn một cây số thôi, nhưng mà leo dốc này. Đấy, các bác nhìn phía trước thì mọi người đang leo dốc. Đấy, đi số 1 thì nó gắn máy với lại nó tốn. Tí nữa cho muối mắm mì chính vào cái này nhá. Đấy, cái này cho muối mắm mì chính vào đây. Còn cái rổ này thì chả. Cái rổ này thì tí nữa đựng bát hay đựng cái gì đựng nhá. Đấy, sáng nay đi chợ thì em xin cái cửa hàng tạp hóa hai cái sọt các bạn. À chị? Ờ, Johnny Sư này. Ờ. Đấy, sáng đi chợ em xin được hai cái sọt các bạn. Đấy, một cái này về để gia vị, để gọn gia vị. Và một cái to này để các chị ấy đựng bát đũa hay là những cái dụng cụ nó gọn gàng hơn. Sáng nay thì em chợ mua ít thịt. Đấy, thịt ba chỉ. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ ăn thịt ba chỉ luộc thôi. Với lại rau bí. Rau bí này của nhà Trá à, hay là của ai đấy? Không ạ. Hôm nay ai mang đến? Anh Nô hái á? Dạ. Có ăn thêm rau gì không nhỉ? Có rau thì ăn. Thế mua thêm rau nhá. Anh mua thì... Dạ, hôm nay ăn rau gì được? Bây giờ chỉ có quả bí thôi, với lại ra chợ thì cũng có đồ giá thứ thôi. Thì... Thế đợi chút nữa đi xuống chợ em có gì mua xào thêm nhá. Ở sao anh lại bỏ hai con lợn xuống này? Mua về à? Thế sao không chở xe máy lên trên? Không đi được. Không đi được à? Em đùa anh đấy. Biết là không đi được mà. Đấy. Thế bây giờ mình để xe máy đây á? Vâng. Thế cái này lợn này tí nữa là hai vợ chồng khênh lên à? Em đi tận chợ Đồng Văn mua hay à? Đúng rồi, nhiều vạn. Một ui tận Mèo Vạc á? Vâng. Đi qua cả Đồng Văn á? Qua Đông Phi.
À, qua đường Núng Phìn à? Đi xa nhờ. À, lợn này có đắt không anh? Đang cứ con này là 3 triệu đấy. À, hai con này là 3 triệu à? À, hai con lợn mê mê này 3 triệu à? Ủa rồi. Đây là 1 triệu dưới một con. Lợn mông mà. Lợn mông đúng không? Đấy, lợn đen, lợn xịn đấy. Về mình nuôi là chỉ cho ăn rau với lại cám thôi nhờ. Cám là các loại củ quả thôi. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì tuyến đường bê tông đã đổ qua cái khúc cua số 6 ở kia các bác nhé. Đấy, chỗ này thì bị bỏ trống bởi vì hôm trước khi mà mọi người đổ bê tông đến đây này, thì chỗ này có hai cục đá lớn. Đấy, có hai khối đá lớn. Đấy, không thể sử dụng sức người để phá được. Nên là phải để chờ. Đấy, chờ để bên thợ ấy thuê khoan đến để khoan các bác ạ. Hôm trước thì mọi người đến khoan rồi, phá được cái hai khối đá này rồi. Và chỗ này hiện tại cũng đang để trống. Và sau khi mà đổ bê tông đến cái đoạn trên này này. Đấy, đoạn trên này thì mọi người sẽ dùng máng để chuyển bê tông xuống, hoàn thiện nốt cái vị trí này các bác nhá. Đấy, vị trí này là hiện tại là còn khoảng 5 mét các bạn. Và bây giờ thì em lên trên để chia sẻ đến mọi người cái công việc cũng như cái tiến độ tiếp tục ở phía trên nhé. Đấy, bếp hôm nay thì giao cho chị Hồng Nỉa với lại em Trá làm. Trá thì đang nhặt rau, còn chị Hồng Nỉa thì đang luộc cơm, đồ cơm. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ đổ bắt đầu từ sau góc cua số 6. Đấy, đổ lên và hướng về góc cua số 7 các bạn. Đây, máy trộm thì hoạt động hết công suất rồi. Phía trên này thì máy nghiền lại gặp vấn đề, lại gặp sự cố rồi. Nó bị làm sao anh gì? Nó lột biên. Lột biên à? Anh có xử lý được cái này không? Không. Anh là cái này tháo thì anh biết tháo, thế nhưng mà xưởng nó phải có đồ chứ. Có đồ. Mì nó đồ nó không đổ thì sao sửa được? Anh Nô gọi thợ sửa rồi đúng không? Có. Suốt hơn một tháng trời các bạn. Đấy, hoạt động hết công suất, hoạt động liên tục. Thì đến ngày hôm nay cái máy động cơ diesel này thì cũng gặp sự cố rồi. Đấy, mọi lần gặp sự cố nó chỉ là những cái lỗi nhỏ thôi, chẳng hạn như là bung này, gấy này, rồi là tụt những cái chi tiết nhỏ như là ống xả thôi. Hôm nay thì chính thức gặp sự cố lớn rồi. Đấy, máy lột biên giờ là phải gọi thợ. Các anh cũng chỉ khắc phục tạm thời thôi, không thể khắc phục hoàn toàn được. Còn bên cái đầu nghiền này là ok rồi đúng không anh? Thay xà thôi. Cái này mình chỉ thay sàng thôi. Cái sàng này nó nát rồi. Sàng cũng bên này cũng rách rồi đúng không? Ừ. Cái sàng là mình đã thay hai cái rồi đây đúng không? Đấy, các bác cái nhìn. Này vừa thay mới. Đấy, cái này là vừa thay mới. Đấy. Các bác nhìn này đấy, máy thì hoạt động đến những cái chi tiết là gang rồi là cái những cái đây này, cái này là nhíp ô tô nha các bác nhé. Đấy, cái nhíp ô tô mà nó còn mòn như này, cũng chi là những cái sắt này. Đây, nhất là cái phần nắp máy, nắp cái đầu nghiền này. Các bác nhìn này, đá nó đập vào móp mép hết. Có cả chìa đâu đi. Em mình tháo ra đợi thợ đến sửa anh. Tháo đấy, thợ nó về thợ xem là nó sửa chỗ nào thì thợ nó khác sửa. Em mình tranh thủ mình biết là biết bệnh rồi đúng không? Mà. Không khắc phục được thôi. Mình cứ tháo ra để cho thợ đến làm thôi. Bà con ở trên này thì làm việc luôn tay luôn chân các bạn. Đấy, cái máy cái động cơ diesel ấy ở phía dưới là gặp sự cố. Nên là bây giờ là không có bột đá để
trộn bê tông. Trong lúc chờ đợi thợ đến sửa cái động cơ diesel để nghiền bột đá thì bà con lại lên phía trên này để tiếp tục làm việc. Giờ là mọi người sẽ lên đây để phá đá cũng như là tạo mặt bằng. Ở trên này nhiều đá nhỉ anh Nô nhỉ? Dùng không hết à? Không hết đấy. Vâng. Nó không khan đá như phía dưới. Bà con đập này các bác này. Đấy, đập rất nhiều đá nhỏ luôn để đợi nghiền. Nhưng mà cái máy thì máy nghiền thì lại gặp sự cố. Cái vị trí này là để nguyên đúng không anh? Cái vị trí này nó là theo ý là cơ quan của chỗ này nó là cái ấu đê kia. Để mở rộng cua đúng không? Nó quang thì dưới nó sẽ hay không, nó không cần xếp thì thôi, nó không cần xếp cũng được. Em muốn mở rộng qua bên này đúng không? Mở rộng cho nó quang trên này nó đê thì được, nó hết đê. Nó cày cái chỗ này ra thì nó dưới kia cái cổ đá này nó thì bắt đầu xếp từ dưới này lên. Xếp đây lên. Quang ở cái góc cây này. Vâng. Đấy nó chỉ nó đổ mưa dưới thôi. À. Đấy. Nhưng mà cái này nó dư cái này nó chỉ đầu hết cái cổ đá to này nó sạt lở cái này xuống thì. Cục này là để nguyên để nó chặn những cái đất đá ở trên này nó sạt xuống đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ là mình sẽ xử lý cái kè đây này. Cái kè ở góc cua chỗ tủa với mọi người đang làm. Cái kia nó chỉ kè một tí thôi. Kè một tí thôi đúng không? Nó không cười kè nhiều. Còn chỗ này là sẽ mở rộng ra. Mở rộng ra thì đấy. Nó quang nó đèn rồi. Vâng. Đây mọi người đang xử lý cái bờ đất này. Cái tả lui này để mở rộng cái mép đường. Mở rộng mép đường khu vực này ra các bác nhé. Đấy, mở rộng ra qua đây để cái việc di chuyển qua góc cua này nó thuận tiện này các bác này, bởi vì cái góc cua này, ngay góc cua này cũng là một cái vực luôn, một góc cua có thể nói là một góc cua từ thần, khi mà ngay đầu góc cua là một cái vực sâu các bác. Để xử lý cái góc cua này mở rộng ra và đảm bảo an toàn thì mọi người quyết định là sẽ kè một cái kè nhỏ ở đây để mở rộng cái mặt đường cũng như là mở rộng góc cua các bạn. Vừa rồi thì em có nói là các anh sử dụng bê tông vữa để tạo cái móng cho nó chắc, nhưng mà các anh nói là phía dưới là đá cứng rồi, đá khối rồi đấy, nên là xếp như vậy là đủ chắc rồi. Có chắc chắn thật không anh Xì? Chắc rồi đúng không? Cái này nó mình nó xếp nghiêm chỗ này nó dưới này thôi. Mình xếp thoải thoải thôi đúng không? À. Về cái khả năng xếp đá thì thực sự là không có một ai có thể sánh ngang với lại người dân tộc Mông rồi các bác ạ. Đấy, mọi người mà hay xem những cái video về cuộc sống của bà con người dân tộc Mông ấy thì mọi người sẽ thấy đấy. Bà con người dân tộc Mông có cái hàng rào đá thì nó là một cái nét có thể nói là truyền thống rồi. Để xếp những cái hàng rào hàng chục năm ấy, không sạt không đổ. Vậy nên là các anh xếp cái kè này là em cũng cảm thấy là yên tâm. Tủa đứng cẩn thận nhá. Sẩy chân một cái là xuống đến góc cua số 3 đấy.
nó cho xử phát rồi mà nó trồng chẹt nó mua đó là bê chiến này nè. Mua cho nó rỗng mua luôn này này nằm. Mua luôn này cho lỗ này. Lỗ Chị từ từ nhá, từ từ thôi nhá. Nặng đấy. Đó, em mất tỷ luôn đây rồi không? Xem cổ tao mà cổ ở cổ nó rủ lót. Mọi người xếp cái kè này thì đúng là thật sự mọi người các bác có thể thấy là mấy anh xếp kè là rất là tỉ mỉ. Đấy, chọn những cái khối đá nó chắc chắn, nó vuông vức để xếp kè. Cho nó lột đi một tầng. Cho chắn đi cho tiểu. Cho nó lột thiết. Cho à, sủ lọp bên chế chè, họ bé từ mà sủ lọp bé còn nên nó bé mình chế thầm. Lúc đây đã thắt tàu. Cái này là kinh nghiệm rồi anh xin à. Cái này nó toàn là xếp đá nó kinh nghiệm. Kinh nghiệm rồi đúng không? Ở trên nhà vẫn xếp suốt đúng không? Đúng rồi, nó kể làm nương đấy. Làm nương à? Làm nương nó phải toàn kẻ bán. À, mình đi làm nương mình cũng phải xếp đá để xếp bờ nương đúng không? Vâng. À. Đây là cái kinh nghiệm của bà con luôn các bạn. Đến cái nương ngô ấy. Cái nương ngô này có thể là có những cái bậc nương mà bà con cũng phải xếp đá. Xếp đá đi, tránh đất cát nó xô này, cũng như là để giữ đất này. Cái việc xếp đá này là một cái có thể nói là một cái kinh nghiệm, cái nét văn hóa của đồng bào trên núi cao này. Nhóm anh Sì thì xử lý cái kè phía dưới này, thì nhóm của anh Nô thì cũng đang xử lý những cái khối đá lớn. Ngày hôm qua thợ khoan ở đoạn nào anh Nô? Ở cái đoạn này. Đoạn này à, xử lý à đây à? À, ngày hôm qua thì bên thợ khoan người ta cũng đến khoan những cái mũi khoan để phá những khối đá to này này các bác nhá. Đây nữa này. Có những cái mũi khoan này, có những cái lối khoan này thì bà con mới xử lý được những cái khối đá to. Chứ những khối đá to mà chỉ dùng sức người không ấy thì không thể phá đâu. Mọi người đang xử lý những khối đá to này. Khi xử lý thì cũng phải quan sát để đảm bảo an toàn, tránh đá lăn xuống phía dưới các bạn. Những khối đá này mà lăn một phát là đến đường quốc lộ luôn đấy, đúng không? Tao chị tao có được không à Phứ? Chân
cái cua đầu tiên bên dưới kia bị la một phát hết cả đôi cái cua kia. Sạt hết một cái đoạn kè đúng không? Sạt hết với là máy thả lên đường nó có người làm xuống dưới kia mà. Có làm sao không? Gãy chân à? May đấy nhở? May đấy. Cái kè, cái góc cua số 1 kia là cái đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nữa là máy xúc xuống dưới đấy. À. May mà máy xúc đấy dừng rồi. Rồi. Thôi cẩn thận thôi, bỏ thôi. Ôi! Nè, bỏ xe nó. Ok. Tao đâu? Đấy, những cái mép đường này thì xử lý rất là nguy hiểm các bạn. Chỉ cần một cục đá bé thôi, lăn từ trên này xuống là sẽ tạo ra những cái nguy hiểm ở phía dưới này. Đấy, vừa rồi là có một cục đá to bằng cái nồi cấm điện. Đấy, lăn từ đây này, lăn từ cái vị trí này. Và theo cái quan sát mắt thường của em thì là đến tận chỗ cái đấy, đúng chỗ cái đầu ngón tay em các bác nhá. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy, xử lý đá ở trên những cái vị trí trên cao này có thể nói là rất là nguy hiểm luôn. Thôi chỗ ngoài này chỗ nào xử lý được thì xử lý nhá. Đấy, với lại xem chỗ nào nó mà báo ơi. Bây giờ xem mọi người là chỗ nào mà có nguy cơ nó sạt ấy thì xử lý luôn đi. Chấp nhận đường nó cong thôi đúng không? Bây giờ chỗ này là xử lý là rất là nguy hiểm này các bác này. Đấy, bây giờ là xử lý cục đá to kia thôi. Còn cục này thôi. Xử lý cục đá to thôi. Bỏ cục này ra thôi. Đưa nó chỉ lên. Đấy, bây giờ là chấp nhận đường cong. Nhìn nó hơi xấu một tí nhưng mà nó đảm bảo an toàn. Bên trên này nó chắc hơn. Chắc hơn. Bên này là cái chỗ kè đấy. Kè nó quề sâu, dưới kia đá to nhiều lắm. Đấy, để bây giờ là quyết định là phá cục đá to rồi thôi. Với lại xử lý tạm chỗ này nhá. Đấy, đường đi hơi cong cũng được. Miễn sao nó đảm bảo an toàn được. Bây giờ mà xử lý cái phía ngoài này mà nó lở xuống dưới là nguy hiểm lắm. Đấy, vừa rồi là đá lăn xuống dưới các bạn. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Trên này thì nhóm anh xì cũng kè được một nửa rồi. Đảm bảo chắc chắn nha anh xì nhá. Chắc chắn. Giữ mỗi cột chân này thôi. Giữ cái đoạn chân đường này đúng không? Đấy. Mọi người bây giờ thì cũng đã di chuyển từ trên góc cua số 7 trở xuống lán để ăn cơm các bạn. Đấy, đàn quân thì đang trở về rồi. Sáng ngày hôm nay thì cũng hơi buồn một chút khi mà cái đầu diesel gặp sự cố. Đấy, các anh đi từ trên xuống là cũng kiểm tra đường. Tốt chưa anh? Về cất trong rửa tay ăn cơm thôi anh. Cái này là cái để phá đá đúng không? Cái ke phá đá. Xếp xong ke chưa Tủa? Cơm xong mới lên làm tiếp. Về ăn cơm thôi mọi người ơi. Còn ai ở trên không hả các chị? Xuống hết rồi à? Thế có một chị mà có con nhỏ đâu? Đúng trước kìa. Thế là xuống ăn cơm thôi.
Nhanh ăn cơm đi em. Một cô gái xuống sau cùng các bác ạ. Đấy, bây giờ là mọi người xuống là ăn cơm ngay, ăn cơm luôn. Đấy, nhà bếp là chuẩn bị cơm, nước các thứ xong hết rồi. Rồi. Ôi, Pháo hôm nay làm có món gì đây? Rau. Ừ, có cả rau thơm, rau sống à? Rau này mua hay là mình tự trồng? Trồng ở nhà mà. Tự trồng nhà. Không nọ. Không nọ có mùa độ thấy bình nó le đâu, mà mùa có lợi họ về ác ở nhà mình. À. Hái ác hết cho vào tủ này mà. Ổn chưa anh say? Bây giờ lắp vào là chạy được đúng không? Chắc chắn rồi đúng không? Chả rồi. Ngày hôm nay thì là một ngày cũng khá là đáng buồn. Đấy, lần đầu tiên cái máy diesel, cái động cơ diesel ấy gặp sự cố lớn. Đấy, mọi ngày ấy thì chỉ là cái sự cố nhỏ thôi. Nó bị gãy rồi là tụt, hỏng hóc những cái chi tiết nhỏ thôi, nó vẫn hoạt động được. Hôm nay thì nó bị làm sao anh nhỉ? Bị đường dầu thôi. Đường dầu à? Đường dầu không gian ấy. À. Táp dầu thì táp lên lỗ ở trong này. Tắc à. Cái nên là máy phải tạm dừng. Không nghiền được bột đá để phục vụ việc đổ bê tông các bạn. Đấy, phải thuê thợ về làm. Đấy, anh say này thì là thợ chuyên sửa máy. Chiều ngày hôm nay thì mất cả tiếng đồng hồ để khắc phục cái động cơ diesel này các bác. Đấy, anh thợ đến thì anh cũng xử lý vài phần. Bây giờ thì cũng lắp những cái linh kiện các thứ vào đầy đủ rồi. Bây giờ là sẽ quay để cho nó trơn cái động cơ. Đó. Hy vọng là máy sẽ chạy được. Được không? Nào, mít tủa nào. Sắp nổ rồi. Cho dầu mà rút vào để mồi à? Nổ nhanh hơn. Không được. Phát thứ ba rồi đấy. Sắp được rồi, sắp được rồi. Đây phải tăng ga lên đúng không? Máy là có hiện tượng là nổ được rồi các bác nhé. À, bây giờ là chưa thay cái bàn biên mới. Đấy, đang khắc phục để sử dụng thôi các bác ạ. Ngày mai anh giúp em mua bàn mới nhá. Đấy, khắc phục luôn đi. Bây giờ là khắc phục để sử dụng tạm thôi các bác. Đấy. Mất 3 tiếng đồng hồ các bác nhá. 3 tiếng đồng hồ thì mới xử lý xong cái máy. Cũng may là có anh đây, anh say ấy, anh ấy là thợ đấy, chuyên sửa chữa những cái động cơ diesel ấy. Anh tận bên tả phìn cơ, à bên sàng tủng cơ, anh qua anh khắc phục cho. Hy vọng rằng máy sẽ chạy trơn tru để tiếp tục nghiền bột đá các bạn. Cái nhớt còn anh tí nữa xuống dây xăng mua nhá, mua về bổ sung vào máy. Ở cây xăng không có à? Anh xuống cây xăng mua đi. Sao kết quả như nào anh? Được rồi. Được rồi.
Vừa rồi vận hành thử là nổ được rồi các bạn. Bây giờ là tiếp tục lần thứ hai. Lần thứ hai chúng ta thành công các bạn nhá. Bây giờ là mình lắp đầu nghiền vào nghiền bộ thôi anh nhở. Thế còn cái dầu nhớt thì anh đi qua cây xăng hay là mua ở đâu? Mua ở bên cây xăng nhá. Bên cây xăng thì dầu nó đắt một chút nhưng mà nó đảm bảo. Mua ở ngoài em sợ mua phải cái dầu tái chế. Thì nó dùng nó không được lâu. Nó rẻ hơn một chút đấy nhưng mà nó không được lâu đâu. Cứ qua cây xăng mua giúp em, không em đưa tiền. Bây giờ là mình thay tháo hết cái nhớt cũ đi. Đấy, đổ nhớt mới luôn. Bây giờ thì mọi người sẽ lắp đầu nghiền và tiếp tục nghiền đá các bạn. Hôm nay thực sự là may khi mà có anh say đây để anh đến sửa máy này. Từ nhà anh sang đây là bao nhiêu cây? Vâng, 30 cây số. À đi mất bao lâu anh? Gần một tiếng đấy các bạn. Cũng may mắn gọi được thợ, mà thợ anh này cách xá lủng đây là 30 cây số. Anh ấy đến đây là mất gần một tiếng đồng hồ ấy. Bây giờ mình gia cố hết ốc nha anh nhá. Đấy, bó gia cố hết ốc đi. Đấy, vặn hết ốc vào. Và anh Nô đi mua nhớt nhá. Anh cứ xuống cây xăng lấy đi. Cứ bảo là lấy cho Hân một tí nữa em xuống em thanh toán tiền. Bây giờ em không có tiền mặt ở đây. Cái tiền công của anh là bao nhiêu? 300.000 đúng không? Anh có tài khoản không? Có. Xong anh cho em tài khoản để em chuyển tiền nhé. Công thì rất là rẻ. Đấy, di chuyển 30 cây số gần một tiếng đồng hồ đến đây. Tiền công của anh say là 300.000. Vật lộn với cái máy 3 tiếng đồng hồ. Loại này giống loại bán ở chợ không anh? Dầu này giống bán ở chợ không? Khác đúng không? Dầu này là dầu của ô tô đấy. Dầu ô tô à? Dầu xịn luôn đúng không? Mua ở cái xăng nó đảm bảo hơn. Mua ở ngoài chợ nó hàng nó trôi nổi. Nhiều khi là cái dầu tái chế không dùng được bao lâu đâu. Can này bao nhiêu anh? Ghi vào cái like rồi. Là bao nhiêu tiền? 430 mấy nghìn. 430 mấy nghìn. Hả? Nhóc cô nè. Ủa, có mất gì? Hãy lúc đi nào. Bên này. Chú điện cho cô chờ. Hôm nay là thay nhớt xịn luôn. Một can 4 lít là hơn 400 nghìn đúng không? 430 nghìn. Sắp được đấy tuổi. Sắp nổ đấy. Quay không đủ lực rồi đúng không? Quay tụt cả quần. Hỏng hết thân lưng. Em tuổi em mới quay tụt cả quần các bạn. Sắp được rồi. Không phải là thợ về là thợ bảo là không lên, không đổ được. Yếu rồi, tuổi yếu rồi.
hay hay chiến binh khác mà. Ngày bé bé được khỏe hơn Tủa đúng không? Ông Tủa ông quay tụt cả quần mà ông nổ ấy. Chỉ cần có cát, có bột đá thôi là tiến hành đổ bê tông ngay. Mặc dù là bây giờ đến lúc nghỉ còn khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Thì khoảng 5 giờ hơn thì bà con sẽ nghỉ. Nhưng mà mọi người chỉ cần nghe tiếng máy rồi xuống là xuống đây ngay và chuẩn bị tiến hành đổ tiếp bê tông ở đây này. Đấy, bắt đầu đổ tiếp từ cái góc cua số 6 đi lên này. Đấy, cái vị trí này là sáng nay đổ được một chút thì cái máy nghiền nó hỏng. Bây giờ máy sửa xong rồi mọi người sẽ tiếp tục đổ dây lên. Anh này cũng làm à? Con bố xì hiểu không? Phải con bố xì không? Phải. Phải à? Ông con giúp bố kìa. Mấy cháu và con anh xì. Anh này cũng làm à? Mấy bé đến thấy mọi người làm cũng cầm đồ nghề ra để làm. Anh xì chuyển xi mệt quá phải ngồi nghỉ đấy. Rồi là chuyển 4-5 chuyến lên đây rồi. Mọi người thấy à? Ôi là nhớ nhại luôn, nóng lánh luôn, bồn. Xi măng thì ở cái vị trí này thì anh nô với mọi người là chuyển lên đến đầu cua kìa, đầu góc cua số 6 kìa. Sau đó là để chuyển lên đây thì là phải dùng đòn để khênh lên. Thanh niên này là vét không qua một tí bê tông nào luôn này. Em nô một trong những thành viên tham gia làm đường nhỏ tuổi nhất này. Hôm nay thì hơi buồn một chút là tiến độ đổ bê tông là bị chậm, nhưng mà bà con thì vẫn làm được rất là nhiều việc các bác ạ. Đấy, bà con thì vẫn lên phía trên. Đấy, phía trên góc cua số 7 ở trên này này các bác nhé. Đấy, lên góc cua số 7 để xử lý mặt đường này, đập đá, phá đá cũng như là kè mở rộng mặt đường. Nhất là bà con vừa rồi
ngày hôm nay ấy, khi máy hỏng ấy, thì bà con lên phía trên kè được mở rộng được cái góc cua số 7. Một cái góc cua mà có thể nói là ngay đầu hẻm vực. Đấy, một góc cua nói là góc cua thần chết các bạn, tử thần. Đấy, hôm nay bà con lên làm được rất là nhiều việc, cho dù là máy nghiền nó có bị hỏng. Đấy, đến cuối giờ chiều thì mọi người cũng đổ thêm được một đoạn bê tông, cũng không nhiều lắm đâu, nhưng cũng khá là mừng khi mà cái máy nghiền, cái động cơ diesel ấy đã hoạt động trở lại rồi. Còn bây giờ thì mặt trời cũng sắp lặn sau cái dãy núi phía trước mặt rồi các bạn. Bà con bây giờ cũng sẽ chuẩn bị nghỉ thôi. Đấy, hết giờ rồi, bây giờ cũng 6 giờ kém rồi. Đấy, bây giờ là bà con sẽ thu dọn dẹp và kết thúc một ngày làm việc. Và ngày hôm nay thì nhóm anh Nô cũng là ngày làm việc thứ hai rồi. Ngày mai sẽ là nhóm của em Cho. Mọi người ngày mai nghỉ ở nhà có ai mời em lên uống rượu không? Ừ. Mời em lên uống rượu nhá. À, em chưa vậy rồi. Một mình em ở đây thì không lên được rồi. Để đồng hành cùng bà con. Đấy, các bạn thân mến, video ngày hôm nay của Chuyện Vùng Cao cũng xin được phép kết thúc tại đây. Một lần nữa Chuyện Vùng Cao xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ kênh YouTube Chuyện Vùng Cao, cũng như là đã đồng hành cùng với lại bà con Xá Lủng trong quá trình hoàn thiện con đường. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.